đầu cuối lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Cha hiền kính bề xót thương. Thân con lạc bước lầm đường, ngày nay con lại phụ dưỡng khoan hồng. Cha nữ chốn đền rồng gấm dốc, con dập đầu khóc lại giáng sinh. Cần kề cha mẹ quái linh nhiệm màu, nay khắp bị chốn năm châu lo lắng. Sợ đời tàn như răng mất đầu, cha hiền ngữ ở nơi đâu có nghe con lại con cầu hay không. Giờ đành lệ khóc ròng lo lắng, nhớ những điều cha dặn mẹ khuyên. Dạy con nhân đức làm hiền, giữ sao trọn nghĩa đạo tiếng trao dồi. Lòng qua hội nổi trôi thi thể, con lại cầu khóc kể với cha. Hạ màn dứt hội long qua, của con trở lại đầm tòa cung di. Chào cô Phượng, chào cô Yến, chào Nguyễn Nhân Sang, chào Ngọc Bích, chào Sông Di, chào Đức Thiện. Mọi người thấy gì không? Chào Trịnh Tiền. Thiên ân lệnh thiên hoàng sắc lệnh, na chốn trần miền y giáo phụng hành. Mạng ba con trẻ quyết tròn, làm tròn chữ đạo cung tiếng quy hồi. Chào Khánh Vi. Ban ân lệnh kỳ ba chiên chót, truyền tử linh khắp bi chốn Tây Đông. Quân ba con trẻ phụng trì quyết, về trở lại chiêu trì Tây Cung. Đầu cuối lại thượng hoàng chi chân, mong linh tiêu mở lượng hải hà. Quân ba trọn kiếp quay đầu, trở về Tây Điện mẫu hoàng thọ an. Chào Rung Nguyễn. Nay mùng bốn tháng năm Quý Mèo, Tết Nguyên Tiêu sắp sửa đến kỳ. Nhà nhà xứ xứ vui an, lập bi đàn thần nguyện mẹ cha cung vàng. Chào Võ Thu Thúy. Bữa nay buổi trưa mọi người không nghỉ à, giờ này lên livestream nhiều ha. Hôm nay không ai về chùa ăn bánh ít lá trò, bánh ít lá tre, bánh ú lá tre, thầy nói lộn hoài bị lẹo lưỡi. Bánh ú lá tre,
nhân Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Đoan Ngọ, dân gian gọi là ngày mùng 5 tháng 5 ăn Tết nửa năm. Chào Thu Trang. Nay được một người quý, một người rất quý trao tặng cho ấn lệnh Linh Tiêu, cho nên lòng rất là quan hỷ. Trong đây nó có ghi bốn chữ là Ngọc Hoàng Ấn Lệnh. Con rồng đẹp thiệt đẹp. À, con rồng ngậm châu nha. Nè, con rồng ngậm châu, ấn ngà thực vật. Chào Tùng Thảo, chào Cúc Trần. Lòng quan hỷ dai thêm trách nhiệm, bồi quán ba con trẻ tập tầm. Dân trên dương phụ thiên đình mừng cho ba tánh trần hồng ngày nay. Ban sắc lệnh bài khai quân hạ, chôn trần miền con trẻ phụng hành. Kỳ tam dẫn dắt đệ huynh trở về bổ điện thiên đình mẹ cha. Chào cô Long Bến Tre, chào Phan An. Cũng là kỳ thiên hoàng ân xá, cho con hiền con trẻ biết tu. Là kỳ xá tội con căn quay đầu trở lại chương tòa mẹ cha. Chào Tiền Nguyễn, chào An Bình. Hôm nay có bánh ú lá tre nha. Ai ăn cho địa chỉ thầy gửi cho cái bánh ú lá tre nha. Thể quyền hai chữ quý y
Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu coi gắn lo tròn màn ba dứt hồi hồn con trở về. Cầm trần là chỗ tham thế tu hành trở lại cung quê màu hoàng. Màn ba mẹ mở khoa tràn con nguyện hết thế già giữ an đạo màu. Dầu rằng mẹ ngự nơi đâu chúng con có gắn lễ cầu giáng sinh. Vâng, mời mọi người về chùa Minh Viên ăn bánh ú lá tre nha. Nhân Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Trong chờ quá chừng có nắm mối cũng không ai chịu về ăn. Rồi giờ có bánh ú lá tre, có chè trôi nước cũng không thấy ai về ăn. Chào Nguyễn Ngân. Trong con trong đợi đêm ngày, trong ai ai nhớ trở về Minh Duyên. Trong chờ huynh đệ ngày đêm, trong chờ con mẹ cánh tiên trở về. Trong ngày hội Tết Nguyên Tiêu, trong trong ba tấm ngày đêm tu hiền. Trong tình huynh đệ thâm tình, trong mừng cô bác xa gần còn đâu. Trong ngày mẹ mở lòng lầu, trong ngày mẹ chứng gồm thấu con hiền. Hôm nay ở chốn Minh Duyên, ân trên lệnh mẹ hữu duyên cha truyền. Đạo lành ban phát trần miền, chỉ mong ba tấm nguồn kỳ biết tu. Ban ân lệnh ngọc hoàng chi sắc, điện tam tòa thánh mẫu Minh Duyên. Từ nay con trẻ phát tâm tuân theo lời dạy ơn trên chỉ điện. Đường thiện ác phân liền hai nẻo, dẫn đạo lành con trẻ biết tu. Trở về tay cầm ngao du quê xưa, chốn cũ mẹ cha trông chờ. Chỉ mong trẻ tận miền thức tỉnh, biết tu hiền trở lại cung tiên. Cuộc đời gặp cảnh đảo điên, lòng khám thay đổi cung tiên trở về. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn hôm nay đã nhận được sự phát tâm hai ngày trai phạm của cô Thúy Lê, cô Lê Thúy ở Ấn Điện, Ấn Nguyện Bảo Điện, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên, thầy cảm ơn cô Thúy rất là nhiều. Chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lành trong cuộc sống. Hy vọng từ đây đến tháng 7 mọi người cũng ráng cố gắng ủng hộ, giúp cho quý thầy cô an tâm tu học. Quý nhận cảm ơn rất là nhiều. Xin quý vị lập cái danh sách cầu an
gửi về tin nhắn cho quý nhận để quý thầy tụng kinh cầu nguyện hàng ngày cho quý Phật tử được nhiều phước báo như là Phật. Lại quả dân thâm mỹ mẫu ban
phép lành chánh đại thủy lôi. Gió phong thủy quả phục hồi chúng sanh dạng vật trao dồi chữ tu. Đầu cuối lại Quan Âm Nam Hải, nhổ cành dương rải nước cam lồ. Cố người biết niệm Nam Mô, từ bi bác ái hư vô tâm lành. Đầu cuối lại Ngọc Thánh Bồ Tát, lạnh lịnh trời cuối các dạng dân. Khuyên cho ba tâm chốn trần gắn công tu niệm lập thân hội kỳ. Đầu cuối lại đại bi nguyên thế, dạy những người đại sĩ đại hèn. Mở ra pháp bày đạo tu tiên, dắt diệu ba tánh trần niềm chấn công. Đầu cuối lại tiên ông thái thượng, phép ma linh ni đơn cũng dưỡng nhân sinh. Sống đời tuổi thọ kỳ kinh, cũng nhờ màu nhiệm phép linh cô nàng. Đầu cuối lại Lê Sơn Tổ Mẫu, phép nhiệm màu rải thấu càng khôn. Khử trừ ma quỷ danh đoàn tuyên, cho ba tâm giữ hồn kỳ ba. Đầu cuối lại Tử Nha Thái Thượng, lãnh lệnh trời kỳ phương phóng lai. Lập thành hai gái một trai, tiên đồng ngọc nữ hăng sai đón chào. Đầu cuối lại Nam Tàu Bắc Đảo, thiện cho lành tâm dẫu phân chia. Hiền lương bắt đầu đêm về, hôn hăng đổ lệ dầm dìa thành sông. Đầu cuối lại tiên ông Bạch Hạc, dậy phát trần xẻ quạt phóng quang. Thường bằng tranh thủ bình an, độ cho ba tánh dương gian thủ quần. Đầu cuối lại chân nhân ngọc đánh, thọ sách trời trắng thủ qua tiên. Chuyện sai nhật nguyệt đảo quyền, âm dương hấp thụ giữ yên bình hòa. Đầu cuối lại lịnh bà cổ phẩm, trấn ngàn trùng vạn dặm linh tiêu. Quái phong binh ni mã đủ điều, trắng ni an ba tâm dắt diệu chư linh. Đầu cuối lại lão tôn đại thánh, lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma. Trong linh sanh nghi hổ mạng xà, dùng cây tiết nghi bạc đánh đi ra tỏa quần. Đầu cuối lại chân nhân thai ất, hạ phạm trần vàng vật phù linh.
bảo toàn bốn mẹ chúng ly sanh phát trí trần dây lòng dạng bình thủy điện đầu cuối lại minh ni hoàng xuất thế khai hội thành kính lễ từ thân lâu nay xuất thế hồng trần lập đời đại hội phong thần kỳ ban đầu cuối lại năm bà năm mẹ hộ chúng nghe con theo dấu năm bà. Chào Thúy Nguyễn, chào ca sĩ Nhật Minh. Lên trời xuống địa rất xa miền sao bà dắt con về cung tiên đầu cuối lại thông thiên giao chỗ ban lệnh kỳ hội đổ chư tiên bốn phương vũ lòng đạo quyền để cho sanh chúng bình yên dân lòng đầu cuối lại Phật trời thần thánh tứ thiên dương nhận lành binh thiên dạng cuốn la hát hạ miền phố dây tư phía diệt cuốn tinh tà đầu cuối lại bạch liên thanh mẫu hương khói trầm sông thấu mười phương chúng con sải bước lạc đường cuối sinh thanh ni mẫu xuất thương người phàm. Dạ chào Hùng Lê. Đầu cuối lại lục đường thanh ni mẫu mở đường trời rồi thấu tâm linh xét soi lòng dạ chúng sanh tu hiền sẽ được quay linh nhiệm màu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi trưa mọi người an lạc. Mai mốt mọi người có cần đóng dấu thì về gặp quỷ nhẫn nha. Đây để dành đóng vô mấy cái sớ văn rồi lọc tài cho quý Phật tử. Trong này có bốn chữ Ngọc Hoàng ấn lệnh. Quỷ nhẫn cảm ơn. Cảm ơn một vị đắc đạo. Theo quỷ nhẫn nghĩ thôi nha mọi người. Tại quỷ nhẫn tôn kính thì quỷ nhẫn nghĩ như vậy. Mọi người đừng có cười nha. Trong cuộc đời này á, chúng ta có quyền thần tượng một ai nếu mà chúng ta đủ cái duyên lành và chúng ta cảm nhận được người đó là bậc bề trên của mình, người đã chứng đắc đạo quả mà không biết là quả gì, đạo gì thì mình muốn quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình tôn kính người đó. Người đó tu theo một cái phương pháp gì mình cũng không quan trọng, mà mình cảm thấy rằng cái đó là lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho mọi người và lợi ích cho con đường tu học của chúng ta thì chúng ta quý mến yêu kính. Và người đó đã dùng hết cái tâm lực của mình, đó là theo mình nói theo dân gian, còn nói như tâm pháp thì người ta đã thỉnh được cái sắc lệnh để người ta chú nguyện vào một cái di vật gì đó để ban tặng cho mình. Chứ thật ra thì với cuộc sống hiện đại bây giờ, những cái vật phẩm này thì có rất nhiều trên những trang mạng, những cái nơi mà người ta gọi là buôn bán thì rất là nhiều. Nó về vấn đề tiền bạc thì nó cũng chẳng bao nhiêu, nhưng với sự tâm linh thành kính và cái sự quý yêu và những cái tình thương cũng như
sự tin tưởng người ta đã ban tặng, truyền trao cho mình, thì mãi suốt cuộc đời sẽ không thể nào quên được. Và cũng nhờ cái nhân duyên lớn để cho bước đường tu nhân học Phật của mình, bước đường hành đạo của mình sẽ thuận lợi hơn. Tất cả linh bất linh tại ngã, nếu chúng ta có lòng tin tưởng, có lòng tôn kính, thì chúng ta tuân theo sự giáo huấn chỉ truyền đó và chúng ta làm tròn phận sự của mình. Dạ chào Bảo Liên. Quý vị thấy có đẹp không ạ? Ấn lĩnh thì có đẹp không ạ? Thấy con rồng rất là xuất sắc, con rồng ngậm hộc châu, toàn bộ cả ấn bằng ngà, ngà thực vật nha quý vị, không phải là ngà thiệt nha. Nhưng mà đặc biệt trong đây nó có bốn chữ nè: Ngọc Hoàng Ấn Lĩnh. Cho nên thì chúng ta cảm thấy là chúng ta vui, tin tưởng như có cha bên cạnh vậy đó. Chào Đô La Dương, chào cô Ngân. Mai mốt ăn quan về nha, về đưa tráng cho thầy đóng dấu vô rồi thọ ký cho nha. Trên tráng có cái dấu Ngọc Hoàng Ấn Lĩnh, đi tới đâu là sẽ được sự che chở nha. Có sự gìn giữ và bảo hộ của cha già trên con đường hành đạo, trong bước đi của cuộc đời chúng ta cảm thấy an yên hơn, và chúng ta cảm thấy bình an, chúng ta cảm thấy ấm áp. Tà ma ngoại đạo bất xâm, hảo nhân tương phùng. Hy vọng là chúng ta sẽ được nhiều cái lợi ích, nhiều niềm vui. Chào Ngọc Liễu. Dạ cảm ơn Hùng Lê nhiều. Vậy là ngôi điện Tam Tòa Thánh Mẫu mình có thêm một cái linh vật mới nữa ha. Hôm đó thì chúng ta có con dấu Tam Tòa Thánh Mẫu, bây giờ chúng ta có thêm con dấu Ngọc Hoàng Ấn Lĩnh nữa là đủ rồi. Chào Nguyễn Thư. Chúng ta cảm thấy ấm áp để cho những cái ngày đại lễ cúng con cha con mẹ. Ai theo cha thì có cha đóng dấu, ai theo mẹ có mẹ đóng dấu ha. Ai tin cũng được, không tin cũng được phải không ạ? Ai tin cũng được, không tin cũng được. Mình được quyền tôn thờ và được quyền bác bỏ. Nếu linh thì mình tôn thờ, còn không linh thì mình rinh trở xuống không? Tham sân si thì trong cõi trần thế này lúc nào cũng còn, phải không? Tham sân si thì người trần không có ai tránh khỏi. Nhưng nếu mình biết nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, thì chúng ta dẹp bỏ hận thù sân si. Con ơi dẹp bỏ hận thù sân si, yêu ghét vậy thì mới an. Lòng của mẹ của cha chi xiết, chỉ mong trần ngõ biết tu hiền. Con ơi dẹp bỏ buồn phiền, bỏ đi cái tánh sân si cõi trần. Con ơi hơn thiệt tranh đua, mẹ đâu có dạy mà con mãi làm.
muốn về chốn Tây Đình có mẹ phải thuận hòa em chỉ trước sau đạo nhà con giữ cho xong thì con mới lãnh lệnh truyền thế nhân. Con của mẹ ngoan hiền nhân hậu lòng thương yêu vạn vật sinh linh đâu còn sanh hận tham si đâu còn mê muội ngục tù thế gian đâu trói buộc kim tiền danh lời lòng thẳng ngay bước thẳng mà đi. Con ơi chớ có giận hờn chớ nên tranh đấu vậy thời mà chi biết đạo pháp từ bi con dở biết ăn chay ẩn nhẫn tu hiền sao lòng đố kỵ làm chi sao còn cứ mãi hơn thua được vậy còn hơi thở xác này còn dở trút hơi tàn tranh đấu được chăng nghĩ đời được bấy nhiêu năm sao không thức tỉnh râm râm nguyện cầu ân thiên lệnh linh tiêu ngọc đế lời truy truyền cha dạy thế gian màn ba mạc pháp tu hiền lệnh cha đã dạy tiệt toàn thế gian cha đã dạy toàn linh phải diệt để lập đời thanh đức ngày mai mẹ ta khăn áo chỉnh tề cúi đầu phủ phục trước ngay bệ rồng xin tha thứ quân ba chiên chót xin dương hoàng bớt trần lôi đình vì thương tất cả chúng sinh mẹ ta cài đắng hàm quan coi trần quyết chí quyết đưa đàn con trẻ đặng trở về chốn cổ cụ ngôi ân trên ngọc đế thượng hoàng màn ba chiên chót để tôi cứu nàng thương sanh chúng mẹ hiền xin tội đặng quân kỳ lặng lỗi tìm con ngọc hoàng bệ hạ thứ tha màn ba mạc pháp phân hai rõ ràng ai thức tỉnh mẫu hoàng dẫn dắt ai sai đường trở lại u minh lộ đồ khuôn kiếp khó sinh trầm lưng ba nẻo khổ sầu dương mang thiên ân lệnh ngọc hoàng đã có chứng cho trần con trẻ biết tu con nào hai buổi công phu con nào thức tỉnh hiền nhu tu hiền thiên ân lệnh ban liền con trẻ làm đường đi đại lộ thênh thang nguồn kỳ trở lại cung phan mẹ đầy mộng bế dương gian con hiền thiên sắc
lệnh phụ hoàng ban trẻ thay lệnh trời dành chắc để quýnh tư ân cha đã hiểu lòng để đạt con trẻ quân ba tu hành hiểu chưa tu thấy buồn buồn mọi người đặt cái gì là thầy đọc được à bánh tú lá tre 2000 bánh nhân Tết Nguyên Tiêu Đoan Ngọ thầy tặng mỗi người cái bánh tú lá tre cho địa chỉ đi thầy gửi nha. Giờ này giờ đi làm mọi người không đi làm lo lên điện thoại coi này không lát nữa bị rầy đánh chịu nha. Hôm nay chùa Minh Viên thầy có nắp mối nè, có bánh ú lá tre nè, có chè trôi nước nè, có trái mận Hà Nội nè. Mọi người ai ở gần về ăn nha. Thầy mới hái trái mít đầu mùa, quý vị tin không? Dạ cô Bảo Liên. À cái năm trước thầy về Thạnh Phú, Thạnh Quá, Long An. Thầy khởi công xây dựng cái chùa ở trên đó. Rồi thầy xin cô Tuyết 2 cây mít. Thầy đem về thầy trồng. Thầy cầu trời khẩn Phật, cầu mẹ hiển linh là thầy trồng 2 cây mít. Chừng nào mít có trái thì chùa làm xong. Quý vị biết không? Vậy mà về trồng cây mít mới đây á, mà mít có trái rồi. Hôm nay nó sắp chín rồi. Cho nên á, mít đã sắp chín mà chùa chưa xong cho nên lòng không có vui. Tại vì 2 năm dịch bệnh, rồi kinh tế khó khăn, mọi người làm ăn khó khăn. Hai là ở Minh Viên thì nhiều Phật sự, cho nên ở trên Thạnh Phú thầy cũng rất là khó khăn. Cho nên quý vị thấy không, mình thấy thời gian nó trôi qua rất là mau. Thời gian trôi qua chẳng chờ chẳng đợi. Bởi vì trong kinh Phật dạy, thân người khó được mà giáo pháp khó nghe. Thời khắc qua mau chẳng chờ chẳng đợi. Cho nên á, thời gian chẳng đợi chờ ai cả. Thầy trồng 2 cây mít. Hồi xưa người ta nói á, mình trồng cây mít là để dành cho đời sau con cháu nó ăn. Có khi 5 năm, 10 năm, 4, 5 năm nó mới có trái phải không? Bây giờ trồng cây mít có 2 năm có trái. Cho nên á, mít có trái nay cũng sắp chín rồi, hái xuống rồi mà chùa chưa dựng cây cột nào lên hết, buồn. Làm công trình phụ thì xong rồi, nhà bếp, phòng nghỉ, rồi á, trai đường xong xuôi. Giờ chỉ còn có cái chánh điện nữa thôi, mà gặp rất là nhiều cái chướng duyên. Cho nên cũng hy vọng rằng cha mẹ thương, Phật trời quay chuyển cho quỳ nhẫn hoàn thành tâm nguyện. Dạ sang trần, vì cái ấn này thì của một người thâm tình tặng cho Huệ Nhẫn, cho nên Huệ Nhẫn cũng không có rành. Quan hỷ nha mọi người. Mọi người thích thì lên mạng tìm có, cũng đặt cái về đóng dấu chơi cho vui. Còn Huệ Nhẫn thì luôn tôn kính như một bảo vật của mình. À, chính là một cái ấn để bảo hộ cái xác thân của mình, cái chân linh của mình. Quý vị thấy như vậy thì đối với người tôn trọng thì nó khác.
Còn quý vị có tiền thì quý vị mua về quý vị đóng cho vui, cũng ai làm gì. Thấy không? Tất cả đều là cái nhân duyên, tất cả đều là cái sự sắp đặt của bề trên. Huệ Nhẫn coi nó như cái sinh mạng của mình. Vật còn thì người còn, vật mất thì người mất. Vậy à. Cho nên với mọi người thì có thể bỏ ra đôi 300 mua một cái về đóng dấu tứ tung. Còn với Huệ Nhẫn thì thành kính, sau hôm nay xong rồi, được khai quang điểm nhãn hết rồi, thì Huệ Nhẫn sẽ thượng lên nơi đại điện của điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Duyên, và khi nào có Phật sự khẩn cấp thì mới dùng tới, dùng để đóng vào những cái tấu sớ hoặc những cái sự cầu phước bình an đến với quý Phật tử, với những người yêu mến và tin tưởng Minh Duyên Huệ Nhẫn thì mới dùng tới. Còn bình thường thì nội bất nhập, ngoại bất nhập, nội bất xuất. Cho nên mong là mọi người cũng quan hệ. Thì đúng rồi, thì nếu mà cậu Đăng Quang nói là đúng đó, thì khi nào người nào có duyên được ban tặng thì được sử dụng, tất cả đều có một cái giá của nó hết. Mình dùng để mình chơi thì nó có một cái giá của nó, mình dùng mình để làm phật sự thì có một cái giá của nó, mình làm bằng trách nhiệm của mình. Tất cả binh phù tướng ấn là để bảo vệ người tu, quý vị nhớ câu đó, binh phù tướng ấn là bảo vệ cho người tu. Người tu, người làm đạo của mình là phải có binh phù, có tướng ấn. Người ta hiểu kiểu binh lính không bằng lời nói, không bằng hình thể, mà nhìn vào binh phù tướng ấn để hiệu triệu. Cho nên tùy theo sự nghĩ của mọi người. Chào Hương Nguyễn, chào Châu Minh. Tùy theo căn cơ và nhân duyên. Sau hôm nay thì Huệ Nhẫn sẽ thượng lên đại điện của điện Tam Tòa Thánh Mẫu, và khi nào có Phật sự rất là cần quan trọng thì mới thỉnh xuống và dùng vào những cái việc dân tấu sớ hoặc là những cái việc gì đó lợi ích cho mọi người, lợi ích cho bá tánh, lợi ích cho con mẹ con cha thì mới dùng tới, hoặc là đầu năm cho quý Phật tử thỉnh lộc thì mới dùng tới, chứ còn bình thường thì chắc không dám dùng. Ai gần gần nhớ về ăn bánh ú nha. Ai gần gần, ai ở gần thì về ăn bánh ú lá tre nha, ăn chè sôi nước nha. Đi đông rồi lại đi tây, quay về cửa bắc cửa nam làm gì. Trung ương đêm đợi ngày chờ, Minh Duyên Huệ Nhẫn mong chờ tử linh. Nguyên kỳ chót màn ba là thế, đạo nhân hiền rạng sở chữ tu. Quyết lòng con trẻ không phu, để ngài trở lại mẹ cha bế bồng. Hài linh trẻ con căn của mẹ, xuống trần miền dạo cảnh quê nhiên. Tưởng rằng du hí bỏ phương, trở về nơi chốn cung tiên tu hiền. Nào đâu biết xuống trần mê ngủ, mãi đắm chìm trong cảm sóng mê. Quên đi lối cũ đường về, để cho cha mẹ hiền ngày.
với đời trần hồng con trẻ. Trần cuồng phong bao nỗi nhọc nhằn thương cho sinh chúng trần hồng, thương cho ba tánh lạc lầm đường mê. Ngày trở lại ngày về chúng cổ, chỉ mong cho con trẻ an lành để không uổng một lần đi, để không uổng phí thời con tu hiền. Chào Bảo Thu. Ồ, giờ này mà mọi người vẫn còn xem livestream đông ha. Hồi nãy giờ nhiều lắm rồi nha. Cái máy của mình xem livestream không có quảng cáo, cho nên cái số lượng người xem nó hiện hiện ra chừng 20 ha. Nhưng mà thật sự là 50-60 người đang xem, mà nó không có lên nhiều. Không bao giờ nó lên tới được 50 người á. Nhưng mà thật sự nhiều người xem lắm. Ngọc Bích Phan Thiết hôm nay cũng rảnh rỗi, nãy giờ thấy thầy thấy xem hoài chưa xuống ha. Bữa nay không đi làm hả con ha? Có chuẩn bị ăn mùng 5 tháng 5 hoành tráng chưa? Mùng 5 tháng 5 hoành tráng, ước gì có bún có rau sống ha. Bún nè, rau sống dưa leo, làm nước tương chua cay ha. Ba tháng mùa mưa của quý thầy, quý cô an tâm tu học. Mong mọi người một tay cố gắng phụ giúp với thầy, với quỳ nhẫn để lo cho quý thầy, quý cô trong ba tháng mùa mưa mọi người nha. Chào Ngân Hồng. Ba tháng mùa mưa là mùa kiết hạ, xưa thế con Phật chế rõ ràng. Phật rằng này chúng thì kheo, mùa mưa đã đến chớ đi ra ngoài, vì các loại côn trùng tìm kiếm bò ra ngoài sự sống thế nhân, ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sợ rằng dẫm đạp mà lắm tội trần. Vô ý phải mang vào nghiệp sát, Phật dạy rằng ba tháng mùa mưa, tháng tư tháng bảy du lan, chữ tăng tình xá tìm nơi tu hành, để thúc liễm thân tâm dương thế, chốn trần miền đại chúng quyết tu. Mỗi năm ba tháng mùa mưa, mình duyên huệ nhận dùng trên tâm thành, để chư tăng mười phương tụ hội, đặng về chùa sớm tối tụng kinh. Ấy là tạo phúc nhân duyên, cho trong Phật tử khắp nơi góp phần, thương huệ nhận minh duyên Phật tử, kẻ có lòng hùng chúc phước duyên, góp phần tạo đến Phật tiên, để cho ba tánh khắp nơi an lành. Chào Tiết Sương.
Dạ thôi mệt rồi, chắc tạm dứt Facebook ở đây mọi người nha. Tiếp tục ra cổng ngồi chờ đợi nữa coi có ai về không nha. Bye bye. Thầy ra trước cổng ngồi chờ nghe, ai lại chùa thì thầy mở cửa cho vô ăn bánh bánh ú lá tre nha. Rồi bye bye.